Đêm nay ngồi lại dưới hiên, có nỗi buồn biết chia cùng ai. Thế giới ngập tràn đắng cay, cớ sao em khổ đau trọn đời. Mưa rơi từng giọt khóc than, nước mắt em rớt bao năm. Chẳng không khổ đau, xin cho tôi quên đi tháng năm cùng người, dấu hận thù tình yêu qua bao bao giờ. Em yêu ai chắc mang bao lỗi lầm, đến bây giờ cậu Hải. À, dạ thưa bà. Ừ, tôi có việc cậy cậu giúp tôi đây. Cậu lên tỉnh, tới khách sạn này gặp ông, báo tin là tôi bị mệt, cho nên là ảnh hưởng tới cái thai, kêu ông về gấp nghe không? Dạ. Úi, bà mệt hả? Ừ. Cái thai có sao không? Tự nhiên á, tôi cảm thấy bất an, cho nên mệt mỏi trong người quá. Nói thiệt với cậu, bây giờ tôi không biết tin ai nữa. Đồ ăn đồ uống ê hề, mà có dám ăn đâu. Tôi có linh tính là họ vẫn đang tìm cách hãm hại tôi và đứa con trong bụng. Mà ông thì đi riết không về. Một mình tôi ở đây, tôi sợ lắm. Nhưng bà có biết là ai hại bà không? Cớ chi mà bà không nói cho bà cả chứ? Thì tôi đã nói á, là không dám tin ai hết rồi mà. Trong nhà này ngoài cậu ra, không có ai thiệt tình với tôi hết. Cậu giúp tôi nghe. Dạ. Tôi sẽ nói với mọi người á, là cậu lên tỉnh mua chút đồ cho tôi. Dạ được. Trước khi đi á, anh Đực có dặn con á, là bà sai việc gì con cũng mừng. Cảm ơn cậu. Vậy cậu đi sớm về sớm nghe. Dạ. Con vô thay đồ rồi xong ra đón xe lên tỉnh liền. Ừ. Dạ con xin phép. Dạ. Cô cho tôi hỏi, có phải ông chủ của tôi thuê phòng ở đây không? Xin hỏi ông chủ của anh là ai, tên gì? Dạ, ông chủ của tôi là ông Hội đồng Vĩnh đó đa. À, ông Vĩnh có thuê phòng ở đây. Vậy cô cho tôi gặp ổng được không? Anh tên gì? Dạ, cô cứ nói tôi là người làm công cho nhà ổng. Anh ngồi đây chờ tôi một chút. Dạ. Mời anh.
Dạ. Ừ. Gì vậy? Ai đó? Dạ, tôi là nhân viên của khách sạn. Có một người nói là muốn gặp ông Vĩnh, ảnh đang chờ ở dưới sảnh. Được rồi, ông sẽ xuống liền. Dạ. Thôi, để em xuống coi có việc gì. Thưa cô, đây là người muốn gặp ông Vĩnh. Nè, anh ơi. Nè, anh ơi, anh dậy đi. Ông chủ tôi đâu? Anh có cần chi thì cứ nói với cô này nè. Cô ơi, cô ơi cô. Chứ tôi không gặp ông được sao? Ông không được khỏe. Anh muốn cái gì thì nói lại với tôi. Dạ, nhờ cô nhắn lại giùm. Bà Năm kêu ông về gấp, vì bà không khỏe cho nên ảnh hưởng tới cái thai. Chỉ vậy thôi sao? Dạ, việc này liên quan đến cái thai của bà Năm cho nên hệ trọng lắm. Nhờ cô nói ông về gấp giùm. Được rồi, tôi sẽ nhắn lại. Ngày mai ông sẽ về nhà. Dạ, cảm ơn cô. Thôi tôi về kẻo tối. Chào cô. Ông đi lâu quá không về, làm con nó nhớ đó. Mình khéo nó trời quá. Nó còn trong bụng mình mà biết nhớ gì chứ. Nó nhớ mình thiệt mà. Nói chứ, cả hai mẹ con em đều nhớ, đều mong mình từng ngày luôn đó. Công việc của mình trên tỉnh xong chưa? Cớ chi mình phải lưu lại trên đó lâu quá vậy? Cũng chưa đâu vô đâu. Tôi còn phải xem xét và thương lượng giá cả nữa. Nhưng mà mình đừng ở riết trên đó. Em ở nhà một mình thấy hồi hộp, bất an luôn lắm. Có mình ở đây em mới thấy an tâm. Không có mình em biết dựa vô ai chứ. Có việc gì mình cứ nói với bà cả. Tôi đã dặn kỹ rồi mà. Nhưng mà
Em muốn có mình nằm bên em mỗi tối, giống như vậy nè. Vậy thì em mới ngủ ngon được. Lúc này mình đang mang bầu, nên tôi muốn kiêng cỡ để tốt cho mẹ và con mà. Thôi, ngủ đi. Ông đâu rồi? Đang ở ngoài sân hay lên nhà trên? Dạ, ông đi rồi bà. Đi đâu? Dạ, ông đi lên tỉnh. Ông đi hồi tờ mờ sớm kìa. Mày là đứa nào mà dám làm cho ông chết mê chết mệt vậy hả? Để coi mày có ngu sâu chức hiểm gì mà dám giỡn mặt với tao chứ. Tôi biết anh chết oan ức, nhưng đó là do anh tự chuốc lấy chứ đâu phải tôi. Tôi thì số mạng của anh cũng đã hết. Anh nên đầu thai kiếp khác làm người tốt, chứ đừng đi theo mà chọc ghẹo tôi nữa. Tôi hứa hàng tháng sẽ cúng vàng mã cho anh, đặng xuống dưới anh không phải chịu lạnh lẽo đói khát. Từ rày anh buông tha cho tôi, để cho tôi yên được không? Lòng sao? Anh muốn theo tôi suốt đời suốt kiếp luôn hả? Không lẽ anh muốn tôi chết chung với anh thì anh mới vừa lòng hả? Dạ. Tôi hận anh, tôi thù anh. Kiếp trước tôi có nợ nần chi với anh mà kiếp này anh bắt tôi phải trả như vậy? Sống anh giày vò tôi, chết anh ôm tôi. Hoàng Si, anh có chết cũng không được đầu thai làm người. Anh phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới rửa sạch tội, anh biết không?
Cậu Hải. Dạ bà Năm. Bà Năm kêu tôi có chuyện chi không? Cậu nghe tôi hỏi nè. Hôm trước cậu lên tỉnh kêu ông về, cậu có thấy gì khác lạ không? Dạ lạ chi chớ thưa bà. Cái cậu này, thì cậu lên đó có gặp ai không? Hay là chỉ gặp ông? Tôi... Cậu nói thiệt đi. Tôi nghe người ta học lại á, gặp ông trên tỉnh, đi với một cô gái nào trẻ đẹp lắm. Vậy cậu có gặp cô gái này không? Dạ có. Cậu thấy cô ta thế nào? Dạ tôi không có dòm thấy rõ mặt. Hôm đó tôi lên mà không có gặp ông hội đồng, chỉ có cô ta. Cô ta nói sẽ chuyển lời nhắn cho ông. Cái quần đê tiện. Hả? Bà nói chi? Không. Cậu Hải nè, cậu có biết là Lóng Rài ông đang bị đứa con gái đó mê hoặc không? Bà cả và mọi người trong nhà lo lắng lung lắm, nhưng có khuyên lơn cách nào ông cũng sẽ không nghe. Chỉ có một cách là phải gặp riêng con nhỏ đó, nói chuyện phải quấy, kêu nó buông tha ông. Vậy bà tính gặp rồi nói chi với cổ? Thì cứ đưa cho nó một số tiền rồi nói nó đi đi, đừng có quấy rầy ông nữa. Dạ. Tôi nghĩ không ai khác ngoài cậu phải làm việc này, vì cậu đã gặp cô ta rồi. Cậu cứ nghe theo lời tôi, lên gặp rồi đưa tiền cho nó, nói với nó y như lời tôi dặn, nghe không? Dạ. Nhưng tôi sợ mình mần hư việc, với lại tôi sợ ông hội đồng đánh nữa. Cậu đừng có lo, có bà cả và mọi người trong nhà binh vực cho cậu mà. Nè, đây là tiền đưa cho cô ta, cậu cầm tiền đi ngay, xong việc á báo lại cho tôi biết, nghe không? Dạ. Tôi đã làm phép trấn giữ bốn phía, bà yên tâm đi, mấy lá bùa này rất là linh nghiệm. Từ đây bà có thể ngủ ngon, không có ma quỷ nào quấy phá bà được. Tuy tiền lễ hơi nhiều một chút, nhưng mà những việc mà tôi làm cho bà cũng đáng giá đó đa. Thôi xin phép bà tôi về. Dạ cảm ơn thầy. Chào bà. Có chuyện gì mà chị Tư phải mời thầy bùa trấn yếm vậy? Lóng Rài chị thấy thần trí mệt mỏi căng thẳng nên mới nhờ thầy tới trấn áp, đặng xua đuổi bớt tà khí trong phòng. Ý không lẽ trong phòng này có ma sao? Thiệt ra chị không sợ ma quỷ bằng sợ con người. Người hại người mới là đáng sợ, phải không em? Mà lúc Rài em cũng thích qua phòng chị quá hen. Hai chị em mình thân nhau hồi nào vậy nè? Dạ tại em nghe trong phòng chị có tiếng lào xào chi đó, cho nên là em ghé qua coi thử là ai. Thì ra là thầy Pháp. Chứ em nghĩ là ai? Thôi em phải về phòng đây. Em phải lo đốt trầm đặng đón ông về. Hai chị cũng đốt chút trầm cho ấm cúng hơn đi. Tự nhiên em thấy rùng mình ớn lạnh quá. Đồ cái thứ tôi đòi mà mày đặt lên mặt thị uy. Mày đừng có mà đắc thắng, rồi có ngày mày cũng sẽ bị rẻ rúng, bỉ bạc như tao thôi. Chào cô. Ủa là anh sao? Anh đến tìm ông hội đồng sao? Dạ. Chắc giờ này ổng đang nghỉ ngơi. Dạ cô cho tôi gặp cái cô hôm trước. Cô nào? À nhân tình của ổng đó hả? Nhân tình.
Hai người sống ở đây như vợ chồng mà. Thấy ổng có vẻ cưng chiều cô đó lắm. Vậy là bà Năm nói đúng quá. Anh nói gì chứ? Dạ không, cô cho tôi gặp cổ được không? Kìa, cổ về kìa. Chào cô. Hèn gì, lúc gặp tôi anh cứ dòm lơm lơm. Chớ tôi giống ai đó lắm sao? Ừ. Coi bộ anh cũng trọng người ta quá ha. Ừ. Nhưng cô cũng nhìn tôi chân chân mà. Thì tại anh cứ dòm chầm chầm nên tôi sợ. Nhưng mà anh tìm tôi làm gì? Chứ không phải anh tìm ông chủ của anh sao? À, tôi có cái này đưa cô. Cái gì? Nè. Bà cả và mấy bà kêu tôi đưa cô số tiền này. Ý bà nói cô lấy tiền này đi rồi cho ông về nhà, đừng quấy rầy ông nữa. Ý là buông tha gì đó. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không nhận số tiền này đâu. Anh về nói với họ, tôi không phải là con nít. Đừng đem tiền ra mà dụ tôi. Họ tưởng tôi tham tiền sao? Mấy người đó coi thường tôi quá. Vậy cô không lấy số tiền này thiệt hả đã? Anh về đi. Vậy nhớ chuyển lời tôi đã nhắn. Vậy tôi về. Ừ, anh về đi. Dù cô là ai, tôi cũng không muốn cô gặp chuyện không may. Sau này cô nên cẩn thận. Tôi e rằng mấy bà sẽ không để yên cho cô đâu. Chào cô. Em Năm, cớ chi mà em lại làm cái chuyện hồ đồn như vậy chứ? Rủi ông biết được có phải lớn chuyện không? Ừ. Em biết mình có lỗi khi tự ý làm mà không hỏi ý chị. Nhưng em cũng nhiều quá tức giận thôi chị à. Có điều á, em đã quá xem thường con nhỏ này. Em nghĩ á, chỉ cần có chút tiền là có thể đuổi nó đi, không để cho nó bám theo ông nữa. Chứ ai về. Em Năm, lóng rại tự cho mình có quyền nhất nhà hay sao chứ? Em muốn sắp xếp hết mọi việc mà không cần hỏi ý kiến ai hết phải không? Đã vậy còn mượn danh chị cả đặng cho con nhỏ đó nhục mạ khinh khi. Em đâu có ngờ là nó lớn gan dữ vậy chứ. Cái con đó là hạng người gì chứ? Biết là chị cả mà còn dám vô lễ. Đúng là nó muốn bỉ mặt chị em mình rồi đó Đa.
Má à. Má, má có sao không? Chứ má đang suy nghĩ tới việc gì hả? Không có gì đâu con. Rảnh rỗi về thăm nhà, con nên quan tâm chăm sóc rồi trò chuyện với vợ con nhiều nghe không con? Còn vậy mà không còn bao lâu nữa nó sắp sanh rồi đó con. Má à, y như má giấu con chuyện gì phải không? Ừ. Má đã nói là không có chuyện gì rồi mà, cớ chi mà cứ theo hỏi miết hoài vậy? Việc mà làm cho má con phải lo nghĩ không gì khác hơn ngoài việc của ba con đó đa. Ủa, ba con sao má hai? Thì ba con đang say mê một con nhỏ đáng tuổi con cháu, đến nỗi lóng này ông bỏ bê hết công việc mần ăn dưới này ở riết trên tỉnh. Bữa hổm ông tạt về nhà thăm má năm con một chút rồi lại vội vội vàng vàng ra đi. Làm như con nhỏ đó giận hờn hay sao ấy chứ. Có chuyện vậy sao má? Ừ. Nhưng má con cũng biết tánh ba con nào vợ như vậy mà, cớ chi má lại lo lắng bất an như vậy chứ? Má nghe người ta nói con nhỏ đó là con của một ông thương gia lắm bạc nhiều tiền, nhưng nói nào ngay, biết đâu chừng tụi nó lại là phường lừa đảo gian manh đang lập mưu tính kế dụ ba con vô trồng đặng dễ bề gạt tiền gạt của. Nhưng mà má hai, con không tin đâu, con không tin ba lại mê muội đến mất hết cả lý trí như vậy. Lúc đầu má cũng nghĩ như con, nhưng mới đây má năm con mượn tiếng má con sai người kêu con nhỏ đó ra đặng cho nó một số tiền mà buông tha cho ba con. Nhưng nó chẳng những không thèm lấy tiền mà còn buông lời xúc phạm đến má con đó đa. Coi bộ con nhỏ đó cũng lớn gan quá chứ. Thì đó, cái hạng người này thiệt không phải tầm thường. Nó muốn làm gì thì mượn kệ nó, nhưng nó dám vô lễ với chị cả thì đúng là làm bỉ mặt cả nhà này. Việc này có nói với ba con thì chắc cũng như không à. Má hai nghĩ con nên ra mặt cho má con đặng lấy lại sĩ diện. Dạ, thưa má hai, con biết phải làm gì rồi. Chào cô. Chào anh. Làm phiền cô cho tôi gặp ông Hội đồng Vĩnh đang lưu trú ở đây. Cô cứ nói là có con trai của ông tới tìm. Dạ, ông Hội đồng đang xuống à. Cảm ơn cô. Dạ. Cái chuyện đàn bà nó vô nó ra, cớ chi còn lại tin chứ? Con rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao? Dạ, tại con thấy má con không vui nên con muốn hỏi cho ra lẽ. Chứ việc riêng tư của ba con nào dám can thiệp. Nhưng ba cũng đừng để cô ta xúc phạm đến má con. Được rồi, ba sẽ hỏi lại chuyện này cho rõ ràng. Nhưng con nghĩ coi, không có lửa thì làm sao có khói chứ. Nếu má con không tự dưng ném tiền vô mặt người ta thì liệu họ có buông lời xúc phạm tới má con không? Ba, nhưng mà ba cũng nên... Con đi về đi. Con nên lo chuyện quốc gia đại sự, chứ đừng có dính dáng đến mấy chuyện này nữa nghe không? Ông ơi, em sửa soạn xong rồi nè, mình đi ăn ở đâu đây? Dạ. Đây là con trai của Hoa, Thiên Tân. Chào ông. Tân, Thiên Tân. Dạ, dạ.
Ba. Nè, làm gì mà ngây người ra vậy? Phép lịch sự con để đâu rồi hư? Dạ, chào cô. Đây chắc là cô Quỳnh Liên. Hân hạnh được biết cô. Dạ thưa ông, có người vừa gọi điện thoại tới tìm ông. Vậy hả? Họ có xưng tên gì không? Dạ, nghe họ xưng là ông Hương Cả nào đó. Được, cô biểu họ chờ tôi một chút. Dạ. Em đứng ở đây đợi qua nghe. Dạ. Thiên Tân, con về đi. Nhớ lời bà nói khi nãy nghe chưa? Dạ. Dạ mời ông. Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói. Ra ngoài đi. Quỳnh Liên. À không, tôi phải gọi cô bằng Sen mới đúng chứ. Thiệt tình là cô khác trước lung quá. Cô không còn là cô Sen đầu đường xó chợ mà tôi đã từng biết. Cô lại có một cái tên quá đẹp. Quỳnh Liên. Cô mà là con của thương gia sao? Thiệt là nực cười. Cô nói đi, cô đang lập mưu bày kế gì đây? Cô bày đặt thay đổi danh phận để làm gì? Có phải cô tính dụ dỗ rồi quyến ba tôi không hả? Kìa, cậu làm gì mà nóng nảy dữ vậy? Để từ từ rồi tôi kể cho cậu nghe rõ đầu đuôi. Được, vậy thì tôi hỏi cô, cớ chi cô bỏ đi mà không nói một tiếng nào, rồi bây giờ lại trở thành một Quỳnh Liên sang trọng, con gái cưng của một thương gia giàu có chứ? Nè, cô đang bày kế đặng gài bẫy cha con tôi đúng không? Nếu cô không phân tỏ cho rõ ràng thì đừng hòng tôi để yên cho cô. Hạng người như cô mà muốn qua mặt cha con tôi sao? Vậy anh có cần nói cho ông Vĩnh biết trước đây anh đã từng tằng tiệu với tôi không? À, hay là để tôi nói cho thiên hạ biết, hai cha con anh đã ăn chung một mâm, ngủ chung một giường với một đứa con gái nghe. Trời. Anh làm cái gì vậy? À, xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp, một lát nữa tôi sẽ gọi lại sau. Dạ dạ. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Cô tính làm trò gì nữa? Hả? Cô Thiên Tân, buông tay cô ấy ra. Con làm cái giống gì vậy hả? Ba à, cô ta. Bà đại biểu con đi về, cứ chứ con không chịu vâng lời. Người ta là phận đàn bà yếu ớt mà con ra tay hành hung như vậy, con có đáng mặt đàn ông không hả? Việc chi cũng phải từ từ. Bà đã nói là sẽ hỏi lại cổ, con nôn nóng làm gì chứ? Ba, chuyện này không phải như ba nghĩ đâu. Việc này. Việc này là sao? Thiệt con khó mở lời lắm ba. Nhưng thiệt tình là con không tin cô ta. Ba, ba nên dè chừng hạng người này. Cổ không phải là người đương hoàng đâu ba. Mày càng nói càng hồ đồ đó ra. Không được xúc phạm tới cổ. Đi về đi. Ba.
Thôi được, con về. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Liễu Hồn đó, em có sao không? Cái thằng Thiết là bậy. Thôi, đi vô. Rồi, qua đây ngồi xuống, nghe. Rồi, không, cho qua xin lỗi nghe. Oh,
Tao không sợ mày đâu. Đừng nhát tao, đừng có nhát tao. Trả vợ cho ta. Sẽ mãi yêu tôi, sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời.